Hello, xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng đến với Unit 1B Grammar, phần ngữ pháp. Ở phần này chúng ta sẽ tập trung vào kiến thức về thể hiện tại đơn và thể hiện tại tiếp diễn. Present simple, thể hiện tại đơn, and present continuous, thể hiện tại tiếp diễn. Bài tập số 1. Identify the tenses of the verbs in both and sentences 1 to 6, then mark them to their uses A to F. Hãy xác định thì của các cái động từ in đậm ở đánh số từ 1 đến 6, sau đó đối trùng với cái công dụng từ A đến F. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái bước của các em. Câu số 1. Claire is staying with her aunt these days. Claire thì đang ở cùng với cô của bà bạn ấy những ngày gần đây. Thế nên chúng ta thấy đây là thì hiện tại tiếp diễn rồi, thì chúng ta sẽ ghi là hiện tại tiếp diễn. Rồi và mục đích, cái công dụng và cách sử dụng ở trường hợp này đó là diễn tả hành động tạm thời. B. Number 2. She lives in Key West. Cô ấy sống ở Key West. Đây là thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Hiện tại đơn ở đây diễn tả một cái trạng thái, là trạng thái lâu dài. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu D. Permanent state. Permanent tức là lâu dài. Phần 3. The film starts at 8. Bộ phim bắt đầu lúc 8 giờ. Hiện tại đơn. Đây là một cái lịch trình thời gian biểu, schedule F. Phần 4 của chúng ta là they're watching TV at the moment. Ngay lúc này thì họ đang xem TV. Đây là một cái sự việc đang xảy ra tại thời điểm đó. Chọn C thì hiện tại tiếp diễn. Number 5. He goes to the gym twice a week. Anh ấy đi đến phòng tập thể dục, phòng gym 2 lần một tuần. Vậy đây cũng là thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Hiện tại đơn nhấn mạnh ở đây là cái thói quen. Thói quen. Câu A, thói quen. Và cuối cùng là câu 6. We are going on holiday next week. Chúng tôi định đi nghỉ vào tuần tới. Ở đây chúng ta sẽ chọn là E. A fixed future agreement. Những cái dự định cố định trong tương lai đã lên kế hoạch từ trước. Vậy thì chúng ta sẽ thấy đây là thì hiện tại tiếp diễn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần 2. Put the verbs in brackets into the present simple. Hãy chia động từ ở trong ngoặc của thì hiện tại đơn. Ở đây chúng ta thấy thể khẳng định của thì hiện tại đơn nhé. Chủ ngữ này. Với chủ ngữ là I, you, we, they, danh từ số nhiều, động từ giữ nguyên. Với chủ ngữ là he, she, it, danh từ số ít, đúng không nào? Hoặc là số ít thì chúng ta sẽ thêm s hoặc es. Lưu ý những từ nào tập cùng là những cái từ này thì chúng ta sẽ thêm es nhé. Còn các cái từ khác thì chỉ thêm s thôi. Giọng phủ định thì chúng ta phải mượn trợ động từ don't hoặc là doesn't. Don't, doesn't, cộng vấp. Nghi vấn đi đảo do, does lên trước chủ ngữ và sau đó cộng vấp nguyên thể. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chia. Every day Peter wakes up at 6:30 in the morning. Mỗi buổi sáng thì cậu ấy thức dậy lúc 6:30. Ở đây là phủ định. He doesn't catch. Chủ ngữ là he. He doesn't catch the bus to school. Cậu ấy không bắt xe buýt đến trường. He walks to school with his friends. Cậu ấy đi bộ đến trường với bạn bè. In the afternoon, Peter finishes his lesson at 2:45. A quarter past three. Ở đây là vào buổi trưa thì cậu ấy hoàn thành bài tập, các cái tiết học ở lúc 3:15. Not go thì he doesn't go to the gym. Cậu ấy không đi đến phòng tập thể dục. He and his close friend Steve usually visits a cafe afterwards. Cậu và bạn thân của cậu, đó là Steve, thì thường xuyên ghé thăm một quán cà phê sau đó. Vậy hai người, chủ ngữ là hai người số nhiều, động từ giữ nguyên. In the evening, Peter has dinner
with his family at about 7 o'clock. Vào buổi tối thì cậu ăn tối với gia đình của cậu lúc 7 giờ. Vậy đây chúng ta sẽ phải chia cái từ này đặc biệt, chia là has. Then he does his homework. Và sau đó cậu ấy làm bài tập về nhà. He watches TV with his brother before they go to bed at about 10 o'clock. Ở đây từ watch thì chúng ta sẽ chuyển thành watches. Chúng ta cùng chuyển đến phần 3. Underline the correct option. Then complete the answers. Ở đây là em hãy gạch chân cái lựa chọn đúng và sau đó hoàn thành câu trả lời. Ở đây chúng ta lưu ý là đây là câu nghi vấn. Tương ứng với chủ ngữ thì chúng ta sẽ có cái trợ động từ do hoặc does tương ứng. Câu số 2, chủ ngữ là he dùng does. Does he mop the floor? No, he doesn't. No, he doesn't. Không, anh ấy không. No đi với trợ động từ phủ định. Number 3, do they play golf? Họ có chơi golf không? Yes, yes. Yes, they do. Có chứ. Yes, they do. Tiếp theo, does she tidy her room? Cô ấy có dọn dẹp phòng ngủ của cô ấy không? Dọn dẹp phòng của cô ấy không? Và đây là does he. Tương tự chúng ta trả lời. No, she isn't. No, I'm sorry. No, she doesn't. Vậy, no, he doesn't. Đây là câu trả lời ngắn. Bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến phần 4. From WA questions based on the tag in exercise 2, then answer them. Hãy hình thành các câu hỏi có từ để hỏi dựa trên bài khóa bài tập số 2. Sau đó hãy trả lời chúng. Thế đây em hãy dựa vào bài tập số 2 để em sẽ đưa ra câu hỏi và câu trả lời. Ví dụ gợi ý, Peter thức dậy lúc mấy giờ là cái ý đầu tiên. Thì mình sẽ hỏi, what time does Peter wake up every day? Bạn ấy thức dậy lúc mấy giờ? Và mình trả lời, he wakes up at 6 a.m. Cậu ấy thức dậy lúc 6:30. Ta có thể minh họa thêm các tình huống khác. Ví dụ mình sẽ hỏi là cậu ấy đi đến trường bằng cách nào? Chúng ta sẽ dùng cái động từ để hỏi là how does he go to school? Cậu ấy đi đến trường như thế nào đấy? Ở đây chúng ta thấy là cậu ấy không bắt xe buýt để mình trả lời. Đây là he walks to school. Cậu ấy đi bộ đến trường. Đây cũng là một phương tiện. Tương tự các em sẽ hỏi với các cái câu khác. Và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ có từ để hỏi này. WA question sẽ cộng trợ động từ do hoặc does. Sau đó cộng chủ ngữ và cộng gốc nguyên thể. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lý thuyết về trạng từ chỉ tần suất. Tên tiếng Anh là adverb of frequency, trạng từ chỉ tần suất. Lưu ý, trạng từ chỉ tần suất nói cho chúng ta biết được là mọi thứ diễn ra với cái mức độ thường xuyên như thế nào. Ở đây chúng ta lưu ý bắt đầu từ 0, 0% to 100%. Đầu tiên là never, tức là 0%. Hardly ever là hầu như không. Occasionally là thỉnh thoảng, tức là cái mức độ nó vẫn ít hơn một chút, thỉnh thoảng thôi. Đôi dịp, sometimes là thỉnh thoảng thì cái mức độ nó nhiều hơn cái từ occasionally một chút. Often là thường, usually là thường xuyên và always là luôn luôn. Chúng ta lưu ý là các cái trạng từ chỉ tần suất chúng sẽ đi trước động từ thường và sẽ đứng sau động từ to be hoặc trợ động từ. Ví dụ chúng ta sẽ nói I usually get up early. Tôi thường xuyên dậy sớm. Thì đây cái trạng từ chỉ tần suất là usually nó sẽ đứng trước động từ get up. Chúng ta cũng có câu I'm never late for school. Tôi không bao giờ đi học muộn. Vậy đây cái từ never nó sẽ đứng sau động từ to be là am. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến bài 5. Em hãy sắp xếp vị trí của các trạng từ chỉ tần suất vào trong cái ở trong ngoặc với cái vị trí đúng nó đứng trước hay sau động từ. Câu số 2, he and his friends. Ở đây chúng ta thấy từ right là động từ thường, vậy always em sẽ đặt vào đây. Number 3, Hugo is động từ to be, vậy usually sẽ đặt vào đây. Number 4, the tech là động từ thường, vậy sometimes sẽ đặt trước. Number 5, từ habs là động từ thường, vậy often sẽ đặt trước.
Chúng ta cùng chuyển đến phần bài cuối cùng. Ở trong khuôn khổ bài học hôm nay thì chúng ta sẽ giải trang số 18 cho các em nhé. Hãy chọn cái động từ thích hợp để hoàn thành các câu. Xếp chúng, chia chúng vào thể hiện tại tiếp diễn. Công thức ở thể hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ cộng is, am, are cộng vật in. Phủ định là chủ ngữ cộng isn't, tức là not đấy. I'm not hoặc là aren't cộng vật in. Và nghi vấn thì sẽ đặt is, am, are lên trước chủ ngữ cộng vật in. Câu số 1 của chúng ta đã điền rồi. Câu số 2, aren't là giật là. Chúng ta sẽ đi với động từ do, đây là phủ định. They aren't aren't nào. Bây giờ thì họ đang không, họ doing the aren't nào. Bây giờ thì họ đang không giật dỗ, không giật là đấy. Number 3, Sheila, her parents. Vậy chúng ta sẽ dùng là visit, tức là ghé thăm. Ở đây là phủ định, chúng ta sẽ dùng isn't visiting her grandparents. Number 4, a wonderful suit. Ở đây là mặc một cái bộ vest rất là đẹp. Vậy chúng ta sẽ nói là is I am wearing. Tôi đang mặc, I am wearing. Number 5, Ben for you just in front of the school. Ben đang đợi cậu ngay trước trường. Chúng ta sẽ dùng là is waiting. Is waiting. Ok. Bài hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Các em hãy theo dõi kênh để tiếp tục nhận được các clip thông báo bài giảng mới nhé.